Hiệp 2 trận đấu giữa Hà Quảng và Trùng Khánh. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Bóng hết đường biên ngang. Không vào. Thủ môn đội Hà Quảng rất xuất sắc. Đá biên dành cho Trùng Khánh. À, không đối, không đối. Liêm, liêm lùi, liêm lùi. Góc, góc, góc. Đá góc dành cho Trùng Khánh. Góc lên giữa đi. Đẩy lên một chút nhé ơi. Chán nhé. Quá đi hết. Đi em tập trung vào, nhìn người ta. Rất tốt. Bảo đá. Trường ơi, lên giữa này. Trang đẩy lên, Trang ơi. Trang ơi, đẩy lên nữa đi. Cứ đẩy lên giữa cho thầy. Đưa lên bóng đó, đi. Lên. Trùng Khánh đã phá bóng. Đá biên lên cho Hà Quảng. Thôi, liêm lên. Cầu thủ số 18 đón hơi trượt một chút. Chạy chỗ nào. Đá biên dành cho Hà Quảng.
ở tận trên kia cơ mà. Vào đi, vào 1-0 dành cho Hà Quảng. Cuối cùng thì lưới của đội Trùng Khánh đã rung lên rồi. Liệp ơi, xong rồi thôi. Liệp cắt ngay, Liệp cắt, Liệp cắt. Rất tốt. Bàn thắng vừa rồi đã giải tỏa tâm lý cho đội Hà Quảng rất nhiều. Rồi tốt. Chỉ kèm người tốt nào. Thảo Trác ơi, nhiệt tình lên Trác ơi. Thủ môn Trí ơi, thủ môn Trí ơi. Lệch sang bên này. Tốt. Liệp ơi, Liệp chạy lên rồi. Tấn công của Hà Quảng nào. Lên bóng đi. Hay quá. Hơi sâu. Trọng tài đang nhắc nhở các huấn luyện viên. Vào, rất tiếc. Một chút nữa thôi là đã có bàn thắng thứ hai rồi Hà Quảng rồi. Tao cố gắng bỏ nhá. Trang ơi, đẩy lên một chút nữa, Trang ơi. Đá góc dành cho Trùng Khánh. Không vào. Đi lùi về, đi lùi về trưởng ơi. Trang ơi, đây đây Trang ơi. Chắc đá. Hơi vội của cầu thủ số 18. Rất may cầu thủ số 4 đã bọc lót kịp thời. Không có ai chạm bóng. Đá biên dành cho Hà Quảng. Cầu thủ số 99 đã vào sân. Tiếp tục cú đá biên dành cho Hà Quảng. Trưởng ơi, hàng ra, trưởng ơi. Đi ơi, em vào đây.
Vào không? Không vào. Rồi. Không có gì làm khó cho thủ môn đội Hà Quảng. Vào không? Vào đi. Rất tiếc. Cú đá biên khá nguy hiểm. Liệu có bàn thắng thứ hai không? Phút thứ 11 của trận đấu. Bây giờ sang phút thứ 12 rồi. Bảo lên đá. À rồi, huấn lên đá, huấn lên đá. Bảo tao thôi. Đi anh vào trong. Đi anh vào trong. Đây, đứng đây. Đây, đứng đây. Đây, kém vào. Ồ. Tiếp vào kia. Bảo đá. Cố lên, cố lên, cố lên. Khác mét rồi. Xử lý rất khéo léo của cầu thủ số 15. Rất nguy hiểm, nguy hiểm. Đá biên dành cho Hà Quảng. Nào về vị trí của mình nhá. Trưởng ơi, quay mặt về đây trưởng ơi. Tập trung lấy quả bóng, quả bóng rồi. Vào! Bàn thắng thứ hai dành cho Hà Quảng. Rất tiếc lại không vào. Đá góc này nha Hà Quảng. Không vào. Thủ môn rất xuất sắc. Cầu thủ số 15 sẽ đá biên. Lỗi chạm tay của cầu thủ số 11 đội Trùng Khánh. Số 15 ra sân, số 7 vào sân. Cú sút rất là căng. Hay quá. Liêm lùi nghe.
Vào không? Cú sút hơi nhẹ. Dũng ơi, Dũng ơi. À, rồi, huấn đá luôn. Lên đi để mọi người ở giữa thôi. Dũng ở giữa. Dũng ơi, lên đây. Lên đi, lên đi. Phút thứ 16 của trận đấu. Đứng ở đấy, đứng ở đấy. Rất may. Cột dọc một lần nữa lại cứu thua cho đội Hà Quảng. Vào không? Vào! Không vào. Rất tiếc cho đội Hà Quảng. Đội Hà Quảng tấn công rất nhanh. Qua đây, qua đây, đây làm sao này? Qua đây, về đây, qua đây. Về nhá, về nhá. Cầu thủ số 10 đã phá bóng. Thời gian đang ủng hộ đội Hà Quảng rồi. Vào không? Rất tiếc. Đội Hà Quảng cũng rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Bóng đi hết đường bên ngang. Đây là phút thứ 18 của trận đấu. Thì còn 2 phút nữa thôi. Nếu đội Hà Quảng giữ được sẽ là người chiến thắng. Bỏ đây. Rất căng thẳng. Rào chắn rất tốt. Cú đá biên khá nguy hiểm dành cho đội Trùng Khánh. Số 18 có làm được gì không? Phút thứ 20 rồi. Bóng đã ra khỏi đường biên ngang. Thời gian được tính bằng giây. Vào đi, vào đi, số 15. Vào. Đội Trùng Khánh buộc phải phá bóng. Đây có thể là pha tấn công cuối cùng của trận đấu. Vào!
Pha thắng thứ hai do thủ môn của đội Hà Quảng ghi, ấn định tỷ số 2-0 dành cho Hà Quảng. Và trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Đội Hà Quảng tuyệt vời và đội Trùng Khánh cũng không kém tuyệt vời.